Kính mời quý khán giả theo dõi tiết mục hộp thư truyền hình. Mở đầu tiết mục chúng tôi trả lời thư của ông Nguyễn Quốc Diệt ngụ ở ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân. Nội dung thư ông cho biết. Giữa tôi và bà Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Nở đều ngụ cùng ấp, có tranh chấp với nhau phần đất có diện tích 14.000 m2. Dù việc được ấp qua giải cách đây đã nhiều năm nhưng không thành nên kéo dài cho đến nay. Hiện cả bà qua và bà Nở làm giấy tờ chồng lên phần đất của tôi. Tôi muốn biết sự vụ trên tôi phải gửi đơn tiếp đến đâu để bảo vệ quyền lợi của mình. Xin chào ông Việt, về câu hỏi trên của ông, chúng tôi xin trả lời như sau. Theo luật đất đai quy định, nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Nếu các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Trường hợp quà giải không thành hoặc sau khi quà giải thành mà một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả quà giải, thì Quỹ ban Nhân dân Cấp xã lập biên bản quà giải không thành, hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp theo. Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, Điều 203 luật đất đai năm 2013 quy định. Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 của luật đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án Nhân dân giải quyết, tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 100 của luật đất đai thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết sau đây. Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Dựa theo thông tin ông Việt trình bày thì phần đất các bên đang tranh chấp đã có giấy chứng nhận, do đó sau khi hòa giải không thành thì tòa án nhân dân quyền là cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Do vậy, ông có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án quyện nơi của đất tranh chấp xem xét giải quyết vụ việc đó trên. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của ông Đào Văn Lý, ngụ khóm 5 phường Hậu Phòng thị xã Giá Rai. Ông Lý có thư hỏi như sau. Gia đình tôi đang sử dụng phần đất có nguồn gốc do cha tôi để lại vào năm 1980. Tính đến nay đã hơn 40 năm. Mới đây nhà nước thu hồi đất tôi để làm kè chống sạt lở Tuy nhiên, khi bồi thường thì cán bộ áp giá đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm để đền bù. Trong khi các chủ đất khác ở xung quanh cũng sử dụng đất không có giấy tờ thì được tính giá đất thổ cư. Xin hỏi việc áp giá bồi thường như vậy có đúng không? Và tôi phải khiếu nại đến đâu để được giải quyết? Ông Lý Thân Mến, theo quy định của luật đất đai hiện hành, khi cần sử dụng đất vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội hay dị lệch quốc gia, lợi ích công cộng, thì nhà nước sẽ thu hồi đất. Người sử dụng đất bị nhà nước thu hồi nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì sẽ được bồi thường. Việc bồi thường có thể là giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Còn nếu không có đất để bồi thường thì sẽ bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Như vậy tùy vào từng loại đất thu hồi mà mức giá bồi thường sẽ khác nhau. Phía ban giải phóng mặt bằng sẽ căn cứ vào các giấy tờ đã cấp cho người sử dụng đất chẳng hạn như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định loại đất mà họ đang sử dụng làm cơ sở áp giá bồi thường. Nếu phần đất nhà ông đang sử dụng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan chức năng phải xem xét xác định lại đất đó là thuộc loại đất nào. Theo khoảng 1 điều 204 Luật Đất đai thì người sử dụng đất và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc là hành vi hành chính về quản lý đất đai. Ngoài ra tại khoản 1 điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011 cũng quy định khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của luật tố tụng hành chính. Như vậy nếu chưa đồng ý với quyết định bồi thường khi thu hồi đất của chính quyền địa phương, ông Lý được quyền gửi đơn khiếu nại đến người đã ra quyết định này cụ thể là gửi đơn khiếu nại đến chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Gia rai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo luật tố tụng hành chính để được giải quyết. Tiếp theo chương trình chúng tôi trả lời thư của bà Nguyễn Kim Tư, ngụ ấp Trung Điền, xã Long Điền, huyện Đông Hải, nội dung thư bà trình bày. Bản án của tòa án huyện Đông Hải tuyên bà Nguyễn Kim Lợi phải hoàn trả cho tôi số tiền 2 triệu 500 ngàn đồng và 1,5 chỉ vàng 24k sau khi án có hiệu lực, tôi có làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự quyền Đông Hải thi hành án. Sau đó bà Lợi có thỏa thuận sẽ trả cho tôi mỗi tháng là 700.000 đồng. Tuy nhiên, do bà Lợi trả tiền không đều, tháng trả tháng không nên tôi không đồng ý. Vậy tôi có quyền yêu cầu chấp hành viên buộc bà Lợi phải trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn như đã hứa với tôi hay không? Xin chào bà Kim Tư. Để bảo đảm hiệu lực của pháp luật thì các bản án hay quyết định của tòa án phải được mọi công dân, cơ quan, tổ chức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án. Về phía người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án hoặc trong quyết định. Nếu họ có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án. Tuy nhiên pháp luật cũng khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án cũng như ghi nhận quyền của đương sự thỏa thuận về việc thi hành án. Nếu như thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thỏa thuận được công nhận khi thỏa thuận thi hành án theo yêu cầu của đương sự chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến việc thỏa thuận về thi hành án trường hợp đương sự không thực hiện đúng thỏa thuận thì có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội dung bản án quyết định như vậy nếu trước đây giữa bà và bà lợi là người phải thi hành án có tự thỏa thuận với nhau việc thi hành án mà nay bà lợi không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng thỏa thuận thì bà có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có biện pháp buộc bà lợi phải thực hiện đúng với cam kết trước đó. Chị Quỳnh Thị Mỹ Thu, ngụ phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, gửi thư về chương trình hỏi. Tôi bị một người quen nhiều lần xúc phạm danh dự nhân phẩm. Hiện tôi muốn làm đơn kiện họ ra tòa. Để buộc họ bồi thường thì phải làm thủ tục ra sao? Mức bồi thường cụ thể được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào chị Thu, căn cứ theo khoảng 1 điều 584 Bộ Luật Dân sự năm 2015, Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Về xác định mức bồi thường khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tại điều 592 Bộ luật dân sự 2015 quy định. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại khác do luật quy định. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định mà chúng tôi vừa nêu trên. Ngoài ra, họ còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức tối đa cho một người có danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Tóm lại khi khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do uy tín danh dự bị xúc phạm, về phía chị cần phải cung cấp cho tòa án các chứng cứ chứng minh mình bị xâm phạm và những thiệt hại xảy ra trong thực tế để tòa án có căn cứ giải quyết yêu cầu của chị. Bà Lâm Thị Dung, ngụ ở xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, gửi thư về chương trình yêu cầu tư vấn sự việc sau. Con trai tôi vừa tốt nghiệp đại học được gần một năm, có sinh việc tại một công ty tư nhân và đã trúng tuyển. Mới đây, phía công ty thông báo là sẽ ký hợp đồng thử việc với con tôi. Thời gian thử việc là 3 tháng và không có lương. Vì phía tôi thấy thời gian thử việc không lương như vậy sẽ thiệt thòi cho con, nên nhờ chương trình cho biết quy định của pháp luật về thời gian thử việc và mức lương thử việc hiện nay là sao. Thưa bà Dung, theo các điều 24-25 Bộ Luật Lao Động 2019 quy định, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về thời gian thử việc, các quyền nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Về thời gian thử việc, căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc mà bảo đảm các điều kiện sau đây. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp. Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Về tiền lương thử việc theo quy định tại điều 26 Bộ luật Lao động 2019 thì tiền lương thử việc của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Như vậy việc công ty áp dụng thời gian thử việc 3 tháng không lương là trái quy định của pháp luật đối với chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. Nhưng trường hợp của con bà thì thời gian thử việc tối đa không quá 60 ngày, tức là không quá 2 tháng. Và tiền lương thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó khi ký hợp đồng lao động chính thức. Tóm lại, việc công ty thử việc thời gian dài và không trả lương trong thời gian thử việc là vi phạm pháp luật về lao động. Nếu nhận thấy quyền lợi không thỏa đáng, con bà có thể từ chối làm việc tại công ty trên. Thưa quý vị, phần trao đổi với bà Lâm Thị Dung ở xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân cũng đã khép lại chương mục pháp luật và đời sống tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần sau.